Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc hai mẫu sản phẩm được điêu khắc từ vỏ sò tai tượng khổng lồ. Vỏ sò này có thể được coi là báu vật của đại dương. Khi đục xong thì màu sắc của vỏ sò rất là sáng, và sau đó thì khách hàng sẽ cho vào lồng kính và hắt ánh đèn lên thì vỏ sò nó sẽ thấu quang. Vỏ sò này có niên đại hàng nghìn năm dưới đáy biển, được các ngư dân khai thác lên và sau đó vận chuyển về cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ điêu khắc. Nhìn bề ngoài thì trông rất giống như là đồ đá, sau khi chúng tôi quạt sạch đi thì trông rất giống đồ đá, nhưng thực chất đây là vỏ sò tai tượng khổng lồ. Thì trong các clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều những mẫu sản phẩm rồi, như Vinh Quy Bái Tổ, hay là Thần Tài Di Lặc, hay là Bát Mã Thành Công. Thì trong clip này thì tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị hai mẫu là mẫu cá chép vượt vũ môn và giỏ hoa. Giỏ hoa này thì có xen kẽ là hoa hồng và hoa mai. Thì tác phẩm giỏ hoa này có kích thước là 75 nhân với 33. 75 là chiều dài và 33 là chiều rộng. Còn độ dày thì tùy thuộc vào từng vỏ sò thì chúng tôi có thể điêu khắc. Chúng tôi điêu khắc này đã đạt tới ngưỡng đỉnh cao nhất của làng nghề, đó chính là nghệ nhân. Chúng tôi rất nhiều nghệ nhân điêu khắc vỏ sò tai tượng này. Quý vị nào có vỏ sò tai tượng thì hãy chuyển về cho chúng tôi sẽ điêu khắc theo yêu cầu của quý khách. Thì quý vị hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thông thường thì chúng tôi là kiêm về đồ gỗ, nhưng gần đây do nhu cầu của quý khách hàng ngày càng cao thì chúng tôi đáp ứng thêm cả điêu khắc vỏ sò tai tượng khổng lồ. Các bạn đang xem đây là mẫu cá chép vượt vũ môn, thì chúng tôi sẽ chạm hai con cá chép đang vươn mình ra biển lớn này. Xung quanh nó là những làn sóng biển. Đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng ở trong Cam Ranh Khánh Hòa. Anh đã gửi vỏ sò về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ thi công đục. Và khi chúng tôi đục xong thì chúng tôi sẽ quay một clip báo cáo với anh cũng như tất cả quý khách hàng trên toàn quốc là hàng của anh đã xong rồi. Bên cạnh những vỏ sò này thì chúng tôi đang có rất nhiều những mẫu như Vinh Quy Bái Tổ hay là Di Lặc Thần Tài đây, mang phúc lộc về cho mọi nhà. Thì quý vị ưng mẫu nào, quý vị hãy chụp màn hình gửi về cho chúng tôi sẽ thi công đúng như mẫu mã mà quý vị đưa ra. Chúng tôi còn giao dịch vỏ sò thô. Quý vị có vỏ thì quý vị hãy đưa về cho chúng tôi sẽ đục. Chúng tôi nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng và có bán vỏ sò thô. Thì quý vị nào cần thì hãy liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Cảm ơn 8.000 anh em đang theo dõi tôi trên YouTube về điêu khắc vỏ sò tai tượng. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về sò tai tượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.